các bạn về một số cái thẻ UI. Thì khi mà các bạn cần, các bạn nên lên internet, các bạn tìm hiểu thêm các cái thẻ nữa. Trong cái quá trình mà các bạn làm bài tập lớn, chắc chắn sẽ có những cái thẻ mà các bạn cần dùng thêm. Thì bây giờ hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn các cái thẻ trong cái nhóm Faceless để mà các bạn thiết kế cái giao diện, tức là các bạn sẽ tách ra những cái phần thiết kế cái template chung cho cái ứng dụng web của mình nha. Còn các cái chức năng, ví dụ như các bạn truyền thông, truyền dữ liệu, gửi dữ liệu giữa các trang hay là gửi dữ liệu giữa các cái manage bin á, thì khi mà tới sau khi học xong cái phần tương tác cơ sở dữ liệu, thầy demo cho các bạn một cái project rồi, thì những cái kỹ thuật chi tiết ở bên trong thầy sẽ demo cho các bạn từng cái nha. Bây giờ hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn để mình đưa nhúng cái template. Ví dụ mình có sẵn một cái template HTML rồi, thì bây giờ mình nhúng vào cái trang web của mình như thế nào, thì hôm nay mình sẽ học các cái thẻ Payless nha. Rồi, như vậy là các cái thẻ Payless cho phép mình thiết kế các template chung cho cái ứng dụng web. Thì nói chung là cái cơ chế sử dụng Payless nó dựa trên cái cơ chế cái ý tưởng của kế thừa các bạn. Tức là trong một cái trang web của mình tổng thể nó sẽ có những cái phần chung. Ví dụ như cái phần header, phần footer thì thường giữa các trang nó giống nhau các bạn. Thì thường mình sẽ giữ nguyên ở một cái template page nào đó. Nó chỉ thay đổi phần nội dung giữa thôi, thì mình sẽ thiết kế mình thay đổi làm sao chỉ mà tập trung thay đổi ở cái phần giữa thôi nha. Thì cái phần thiết kế như vậy thì kêu là thiết kế template, thì nó dựa trên cái ý tưởng của kế thừa các bạn nha. Như vậy là để làm được những cái đó ở trong cái GSM nó làm như thế nào, thì trong mỗi công nghệ nó có những cách làm khác nhau, đa số đều dựa trên cái ý tưởng của cái kế thừa hết các bạn. Thì trong cái Payless, trong cái GDEV nó hỗ trợ các cái nhóm thẻ trong cái nhóm Payless này để cho mình làm những cái việc đó. Như vậy là việc đầu tiên để sử dụng được các cái nhóm thẻ đó để các bạn style thiết kế các template cho cái ứng dụng web của mình, thì các bạn phải import giùm thầy cái thư viện Payless của nó vô giống như thế này. Giống như hôm bữa thầy import cái thư viện core vô cho các bạn, thì các bạn import cái dòng này vào trong cái trang Payless mà các bạn muốn nhúng cái template. Thì trong cái Payless này nó có nhiều thẻ, trong đó thầy sẽ giới thiệu cho các bạn 5 cái thẻ thông dụng này trước để các bạn có được một cái template mẫu cơ bản nhất. Thì trong thời gian này các bạn có thể ngồi các bạn thiết kế một cái template mẫu nào đó, hoặc là các bạn lên internet các bạn kiếm một template free nào đó, các bạn gắn nó sẵn vô cái ứng dụng của mình, cho đến khi học xong tương tác cơ sở dữ liệu thì các bạn cứ áp dụng vô nữa là xong nha. Như vậy là ở đây mình sẽ dùng 5 cái thẻ này để mà mình gắn vào để thiết kế cái template cho cái ứng dụng web của mình. Thì cái thẻ đầu tiên mà thầy nói với các bạn là cái thẻ này, UI Composition. Thì cái dịch thẻ này nó có hai cái chức năng các bạn, tức là chức năng thứ nhất là nó định nghĩa các cái thành phần ở trong một cái trang web. Ví dụ như cái trang web các bạn chia ra header, chia ra footer, chia ra left, chia ra right, chia ra body, thì các bạn sẽ dùng cái UI composition này các bạn define các thành phần đó. Và cái chức năng thứ hai nữa là nó có chức năng là nó nạp cái template sau khi các bạn thiết kế để nó render lên hiển thị. Thì nó có hai cái nhiệm vụ. Như vậy là lát nữa mình sẽ dùng cái này trong cả hai cái nhiệm vụ luôn. Tức là mình dùng nó để mình phân chia các phần của một cái ứng dụng web. Sau đó cuối cùng là mình cũng sẽ dùng nó để mình nạp cái template lên ở trong cái trang web của mình nha. Rồi, đó là một thẻ quan trọng thứ nhất. Rồi, thẻ cái quan trọng thứ hai là các bạn phải biết đó là cái thẻ include, UI include. Thì cái thẻ này nó dùng để cho phép các bạn thêm cái nội dung từ một trang HTML khác, các bạn nhúng vào cái trang HTML hiện tại mà các bạn muốn làm, thì nó gọi là include. Tức là các bạn chỉ cần chỉ định cái đường dẫn tới một cái tập tin XML nào đó, HTML nào đó, thì nó sẽ lấy cái nội dung đó nó nhúng vào cái trang mà các bạn đang để đó nha. Thì cái này rõ ràng các bạn thấy nó có cái hiệu quả rất nhiều đối với những cái đoạn, ví dụ như sau này các bạn làm những cái message box, làm những cái dialog chẳng hạn, những cái đoạn HTML nó thường nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về mặt nội dung thôi. Thì thường các bạn có thể tách ra một cái tập tin, thì sau đó chỗ nào cần dùng thì các bạn include nó vào thôi. Nó sẽ hạn chế cái việc mà các bạn lặp lại những cái code không cần thiết nha. Rồi, còn hai cái nhóm này là hai cái nhóm dùng để mình thiết kế nè. Thì cái insert này là các bạn thường là nó dùng trong cái tương dùng theo cái thằng composition này. Cái insert này nó sẽ chỉ định ra một cái vùng template, mà cái vùng đó đó các bạn có thể ghi đè lại, giống như ở trên các bạn tạo phương thức rồi cái lớp con các bạn ghi đè lại. Thì trong đó cái việc ghi đè nó sẽ để thể hiện thông qua cái UI define này nha. Thì ở trong đây cái UI cái insert này đó các bạn, ở trong template là nó sẽ định nghĩa một cái vùng để hiển thị giống như cái vùng header các bạn nạp từ cái composition lên, rồi vùng footer, vùng gì đó vân vân.
Rồi sau đó ở một cái template con nào đó, các bạn kế thừa lại. Một là các bạn sử dụng nguyên cái này, hoặc là các bạn có thể override lại bằng cách kết hợp với cái UI Define để các bạn ghi đè cái nội dung của insert từ cái template cha nào đó ha. Thì hai cái này lát nữa demo các bạn sẽ thấy rõ cái nhiệm vụ của nó. Còn cái thứ năm mà các bạn cần phải biết trong năm cái thẻ UI cơ bản đó là cái UI param. Thì UI param này cho phép các bạn truyền những cái tham số vào trong cái template của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ đơn giản trước, và sau đó thầy sẽ lấy cho các bạn một cái template cơ bản mà thầy demo cách đây cũng năm rồi, thầy dùng Bootstrap 3, à, bây giờ nó Bootstrap 4 rồi, à, thầy dùng cái thẻ đó để thầy gắn vô thử cho các bạn coi. Và sau này là cái thầy sẽ dùng cái template này thầy demo cho các bạn cái project mini mà sau khi mình học xong cái cơ sở liệu luôn ha. Rồi bây giờ mình làm ví dụ trước. Đầu tiên bây giờ thầy sẽ định nghĩa cái cấu trúc của một cái template chung của thầy gồm có 3 cái phần. Thầy tách ra làm 3 file trước ha. File thứ nhất nè, cái phần header, tức là ví dụ trang web như các bạn biết nè, đây là cái phần hiển thị của mình ha. Thì tùy vào cái cách bố cục của các bạn thôi. Thì bây giờ giả sử thầy bố cục qua 3 phần. Cái phần thứ nhất là cái phần này là cái phần header nè, HTML. Rồi cái phần này là phần footer. Và phần này là phần thầy đặt là content. Được chưa? Rồi bây giờ thường là hai cái phần này nó sẽ ít thay đổi các bạn, nó thay đổi thì thầy sẽ tách cái phần header ra thành một cái tập tin, và thầy dùng cái UI composition để định nghĩa đây là một cái thành phần. À, nó có hai nhiệm vụ, mình đang dùng cái nhiệm vụ thứ hai của nó là xác định các cái thành phần của trang web. Như vậy là mình để đây một cái thành phần, mình tách một cái tập tin riêng là header, mình toàn bộ cái phần của header này mình thiết kế trong trang này. Được chưa? Rồi sau đó các bạn cũng tạo dùm thầy một cái thẻ footer. Như vậy là toàn bộ những cái gì mình làm cho footer là mình thiết kế trong trang này. Và các bạn cũng để UI composition nữa các bạn. À, các bạn để, nếu mà các bạn xác định là sau này nếu mà mình cần ghi đè cái nội dung footer á thì mình phải để cái này. Còn các bạn xác định nó không đổi, luôn luôn không đổi ở tất cả các trang, thì các bạn có thể để cái chữ H5 thôi cũng được. Nha, nhưng mà thầy để như vậy để lát nữa mình có thể ghi đè thay đổi gì đó trên đây. Nha. Rồi, à, các bạn có cái phần content. Cái phần content là cái phần ở giữa này. Bây giờ thầy tách ra làm cái này. Được chưa? Thì tùy vào thiết kế của các bạn có thể có thêm một cái phần left, phần right nào nữa tùy. Như vậy là của thầy đơn giản là thầy có 3 phần như vậy thôi. Và 3 phần này thầy dùng cái composition để xác định 3 phần này. Được chưa? Như vậy là các bạn nhớ chỗ này dừng lại ha. Rồi, à, sau đó sau khi mà mình định nghĩa 3 cái cục này rồi, mình tạm cắt cái template ra rồi. À, thì các bạn bắt đầu tạo ra cho thầy một cái trang page. Cái trang page này các bạn hình dung là cái trang mà nó định nghĩa cái khung sườn của toàn bộ tất cả các trang web của mình. À, sau này những cái trang con nào đó thì các bạn chỉ việc là thứ nhất các bạn kế thừa lại cái này thôi. Nếu mà các bạn không có gì thay đổi thì dùng nguyên cái nội dung của page này hiển thị lên là xong. Còn nếu cái phần nào các bạn có thay đổi thì các bạn ghi đè cái nội dung đó lên. Còn những cái phần các bạn không ghi đè thì nó vẫn hiển thị giống như vậy. Thấy chưa? Như vậy là ở trong cái trang page này, cái cú pháp như thầy nói với các bạn á, các bạn định xác định chia ra các phần dùng cái thẻ UI insert. Mục tiêu của UI insert này để các bạn đánh dấu cái chỗ này nè, để sau này nó có thể ghi đè trở lại nguyên vùng này nha. À, còn các bạn không để UI insert là mình không ghi đè được, ở trong đây sao là nó đúng vậy à. Thấy chưa? Như vậy là trong đây mình đã chia rõ ràng nó làm 3 vùng, thì các bạn có 3 cái UI insert ở bên trong, các bạn include 3 cái trang bên ngoài mà mình vừa mới thiết kế vô. Đây include vô nè. Include tức là các bạn lấy nội dung của HTML này các bạn bỏ vô á. Tương tự cái này cũng lấy bỏ vô. Ha, cái này cũng lấy bỏ vô. Như vậy là cái cấu trúc chung của các trang web ở trong cái hệ thống website của mình là nó sẽ có 3 phần như thế này. Được chưa? Như vậy là cái chỗ cái phần page này, nếu mà một cái trang thường cái trang chủ chẳng hạn nó không có gì thay đổi hết thì các bạn cứ dùng lại nguyên cái page này render lên là xong. Còn trong trường hợp một cái trang nào đó có cần thay đổi cái phần content thì các bạn ghi đè lại phần content thôi. Cái phần header, phần footer hiện thì đúng như vậy. À, cần cái nào thì ghi đè cái đó, còn không giữ nguyên. À, như vậy là bây giờ thầy sẽ lấy một cái trang chủ, ví dụ như trang này. Thầy lấy trang chủ thầy xài nó nè. Thì lúc này mình dùng cái chức năng thứ hai của cái thẻ composition là mình sử dụng nó để mình render template. À, mình render template. Chức năng thứ hai là các bạn phải dùng cái chữ template và các bạn chỉ định cái template cơ sở để các bạn render. Như vậy là trong trường hợp này thầy tạo ra cái trang chủ index.html, thầy dùng lại toàn bộ của cái thằng bay, thầy không sửa gì hết. Như vậy là trong cái thằng bay nó có cái gì thì nó render lên đúng như vậy ha. Vô chỗ này là thầy không có override gì lại hết. Rồi giả sử sau đó thầy có một cái trang thứ hai, cái trang thứ hai là cái trang survey chẳng hạn ha. Cái trang survey chẳng hạn, trang survey thầy cũng là thầy kế thừa lại cái trang bay,
cái trang cơ sở mà thầy vừa mới làm, đúng không? Cái trang cơ sở thầy vừa mới làm, trong đó thầy có ghi đè lại cái nội dung của thằng content. Thì các bạn chú ý chỗ này là thầy dùng cái UI define cái name của thầy bằng cái content. Thì cái content này nó chính là cái name gì đây? Nó chính là cái này nè. Nhìn lại cái trang bay ha, nó chính là cái này. Ủa, trong các bạn định nghĩa trong cái phần insert, các bạn muốn ghi đè lại cái nào thì trong UI define các bạn khai báo cái name tương ứng của cái thằng insert ở bên trên. Như vậy là quay xuống đây, đây thầy ghi đè lại thì thầy dùng cái name của thằng này, và thầy ghi đè lại phần content thì các bạn thấy là lúc này nó cũng render hai cái phần header và footer không đổi, thì nó chỉ thay đổi có duy nhất cái phần content này của thầy thôi. Thấy chưa? Đó, thì đây là cái cách cơ bản để các bạn thay thế những cái nội dung của template. Rồi bây giờ thầy demo cái ví dụ đơn giản này trước cho các bạn coi ha. Rồi bây giờ các bạn coi nè. Rồi đây là cái trang của mình ha, trang hôm bữa mình làm nè. Rồi bây giờ thầy tạm thời thầy ở trong cái phần website này các bạn. Website. Các bạn define ra cho thầy một cái template, chuột phải lên đây. Define ra cho thầy một cái thư mục template. Rồi, trong đây các bạn tạo cho thầy ba cái tập tin faceless. Thứ nhất là mình có cái header. Thứ hai là mình có cái footer. Thứ ba là mình có cái body. À, cái content đi, body đặt trùng tên mà không. Rồi. Rồi ở trong đây ha, các bạn này lát các bạn xóa hết, các bạn chỉ giữ cho thầy thôi. Thứ nhất là các bạn gọi UI composition. Rồi ở trong đây các bạn define dùng này cái thẻ faceless giống như thầy nói á. Đặt đây nè. UI. Đổi cái này thành faceless. Rồi, các bạn bỏ này đi ha. Ví dụ như thầy nói ở đây thầy có dòng chữ chung là cái trang tựa đề trang đi. Đây là cái header nha các bạn. Như vậy là thầy có H1 chẳng hạn. Thầy nói là khảo sát ngôn ngữ lập trình gì đó. Rồi, đây là template thôi. Thấy chưa? Rồi, thầy qua cái footer nè. Qua footer. Bây giờ trong cái footer này cũng tương tự, các bạn define cho thầy cái UI. UI composition. Rồi, các bạn define cho thầy cái này để copy cho nó dễ. Rồi, các bạn khai báo phải import cái này nha. Cái này là cái thẻ bộ thư viện của nó, faceless. Rồi, sau đó xóa cái này đi. Giả sử trong footer của thầy đơn giản là thầy có một cái dòng ghi bản quyền thôi, H4. Ví dụ như họ tên của mình. Rồi, copyright gì đó. 2020. Rồi, cái này thầy làm cho nó canh giữa ha. Thôi khỏi đi. Để vậy thôi. Rồi. Rồi, sau đó trong cái phần content thì cũng tương tự, các bạn có UI composition. Rồi, nhớ im bằng quần. Cái này là namespace đó nha các bạn. Kiểu NSX, XML, NS là namespace đó. Faceless. Rồi, bỏ hết cái này đi. Rồi ha. UI. Rồi, ở trong đây các bạn có một phần nội dung. Bây giờ thầy có thẻ B đi ha. Đây là phần nội dung của trang web. Rồi, như vậy là mình định nghĩa được ba cái cục của ba cái phần, ba buồng trang web này rồi. Bây giờ các bạn tạo cho thầy một cái page. Đó là cái cơ sở để những cái trang, tất cả các trang của mình nó kế thừa lại. Các bạn tạo cũng là page, tạo ra cho thầy một cái page XML. Rồi ở trong cái trang này đó, ví dụ như thầy để đây là tạm thời đây là homepage đi ha. Homepage. Rồi bây giờ mình định nghĩa các phần ở trong đây. Thì các bạn vô chọn giùm thầy thêm cái UI, cái nhóm thư viện faceless.
Đây là template, do đó là nguyên page nha các bạn. Rồi các bạn định nghĩa ba vùng bằng cái UI insert. Rồi có cái name ha. Cái name ví dụ như cái này là header. Rồi các bạn include cái header vùng, cái vùng cái đó, tức là đó là cái nội dung mặc định đó. Nếu mà các bạn không ghi đè thì nó lấy cái này nó hiển thị. Rồi các bạn có thuộc tính src thì do ở đây nó ngang cấp nè các bạn, do đó là thể dùng thẳng cái tên thôi, không cần đường dẫn gì hết, nó ngang cấp mà. Đây là header.html. Rồi bây giờ tương tự các bạn có cái UI insert. Rồi cái này các bạn có name, mình đặt tên là content. Cái tên này tùy các bạn đặt ha, thích đặt gì cũng được. UI include src. Rồi các bạn chỉ định là cái phần content HTML. Rồi cái này là UI insert. Rồi cái này UI include. Như vậy là cái này là mới là cái template thôi, nó chưa là gì hết. Mới là template thôi. Bây giờ ở ngoài này hôm bữa là mình dùng cái trang index mình làm cái survey rồi đúng không? Bây giờ thầy tạo ra một cái trang khác để thầy apply cái này vô nha. Apply nguyên mới này vô. Rồi thầy tạo ra một cái trang giả sử thầy đặt tên là home đi ha. Rồi bây giờ các bạn coi thầy apply cái playlist của thầy vô này. Rồi bây giờ đây là cái trang home đúng không? Thì cái trang này đó thì các bạn để đây cho thầy. Các bạn dùng cái cụ thể UI luôn, inbox UI trước. Này inbox vô cái UI. Đây là UI. Đây là playlist. Dạ. Rồi. Như vậy là bây giờ mình dùng cái chức năng thứ hai của cái thẻ composition là các bạn dùng UI các bạn nạp cái template lên. Composition. Rồi các bạn chỉ định thông qua cái thuộc tính template. Rồi như vậy là từ home nè mình đi vào cấp tới template mình vào bay. Như vậy là các bạn chỉ định như sau. Rồi. Như vậy là trong ở này các bạn đã sử dụng cái template như thế này. Bây giờ mình thử mình render cái này coi. Ở đây thầy không có ghi đè cái gì hết các bạn. Như vậy là khi mà thầy không ghi đè cái gì hết á thì ở đây tự động nó sẽ làm gì các bạn? Nó sẽ lấy cuộn bay nó render lên cho trang này là xong. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình chạy thử cái trang home này. Rồi bây giờ các bạn truy cập vào cái trang home. Rồi các bạn truy cập vào trang home từ đây các bạn face rồi gõ cái home.html. Rồi như vậy là mình được ba phần cái phần tiêu đề này, cái phần này của footer của mình đó bạn. Footer coi là cái bay ha, đây là footer đúng không? Footer.html. Rồi trong cái bay của mình đây chưa có cái này. Để chỉnh lại.
Thôi tạm bỏ cái này copyright thì bỏ chữ A công tạm nha, thì bỏ thư viện cho nó mất công. Rồi để vậy đi. Rồi rồi bây giờ các bạn đã có được ba phần này, ba cái phần là header, body và footer. Dạ. Rồi bây giờ ha, đó là trường hợp mà thầy sử dụng full cái nội dung. Bây giờ giả sử thầy muốn override, thầy muốn ghi đè lại cái phần body, cái phần content, thì lúc này các bạn làm như sau. Các bạn dùng cái UI, trong đây thầy ghi đè lại content này. UI các bạn dùng cái define. Rồi các bạn có cái name. Các bạn có cái name. Như vậy là cái name này thầy muốn define cái content đó, thì các bạn ghi đè lại với cái tên giống như vậy. Như vậy là home này ha, content. Rồi trong đây thầy nói ví dụ như là thầy nói là đây là surface gì đó, đây là nội dung khảo sát. Rồi thì bây giờ các bạn coi trên đây, đây là cái nội dung của trang web, là từ cái page của mình. Sau khi các bạn ghi đè lại á, các bạn chạy lại thì nó sẽ lấy cái nội dung này nó đè lên đây cho mình. Thấy chưa? Như vậy là chỗ này là các bạn sẽ thấy là mình có thể ghi đè lại nội dung. Rồi ví dụ như sau này khi mà mình tạo những cái trang con khác đó, thì cái phần header, footer nào đó các bạn cần thay đổi cái chỗ nào thì các bạn chỉ cần override lại chỗ đó, mấy chỗ khác mình giữ nguyên là ổn nha. Rồi bây giờ một cái minh họa tiếp theo nữa, một cái demo nữa là cái demo thầy truyền các cái thầy truyền các cái param vào, thì các bạn coi cái chỗ truyền param vào là chỗ này. Như vậy là thầy vừa demo cho các bạn ba cái thẻ UI, các cái thẻ composition, rồi define, rồi insert. Thì bây giờ mình sẽ dùng tới một cái thẻ nữa, đó là cái thẻ UI param. Thì cái UI param này nó có tác dụng là gì? Nó cho phép các bạn truyền những cái giá trị giữa các cái param, giữa các trang với nhau. Ví dụ như bây giờ á, ở trong cái trang này nè, cái trang header của mình, là mình thấy cái phần tiêu đề nó tùy thuộc vào từng trang, nó sẽ có tiêu đề khác nhau. Tức là tất cả cái chung là nó chỉ khác cái tiêu đề thôi. Thì lúc đó các bạn sẽ dùng một cái biến giống hệt như cái cú pháp mà các bạn truyền từ cái Manage ra. Và ở một cái trang nào đó các bạn cần truyền dữ liệu vô, thì các bạn dùng cái thẻ UI param như thế này, UI param như thế này, và các bạn truyền vô cho cái thuộc tính đúng cái tên này. Các bạn dùng cái tên này để ở đây, và đây là cái phần giá trị nó sẽ hiển thị lên. Thấy chưa? Như vậy là cái phần đó các bạn sẽ làm như thế này. Rồi bây giờ thầy lên cái phần header đi. Giả sử thầy có cái tiêu đề này nè, nó một cái tiêu đề con nào đó đi, H3 đi ha. Rồi thầy có một cái phần mô tả nào đó, thầy ghi thêm ở đây. Bây giờ nó có một phần mô tả gì đó. Rồi bây giờ cái này thì mình sẽ truyền vô, thì lúc đó các bạn sẽ truyền vô như thế này. Ví dụ ở tại cái trang home ha, trang home thì trong đây nè, ở trong cái UI composition các bạn đưa cái page, thì các bạn mới truyền vô bằng cách là gọi UI param. Rồi trong cái UI param này các bạn có hai thuộc tính, đó là name, đó đúng cái tên biến mà các bạn đã dùng ở trong kia, và cái value. Value ví dụ như nói là đây là trang chủ, đây là trang chủ, đúng không? Rồi các bạn bấm OK thì các bạn chạy lên lại. Đây nó sẽ truyền cái nội dung của từ cái trang, cái trang của mình là trang home này, nó sẽ truyền vào trong cái trang, cái header của mình ở trong đây. Như vậy là cái UI param là một cái cách để các bạn truyền các cái thông tin giữa các cái template ở trong cái files của mình ha. Thì nó còn nhiều cái kỹ thuật để các bạn truyền dữ liệu giữa các cái files, cũng như là giữa các manage với files. Thì khi mà vào trong cái project chi tiết có cơ sở dữ liệu rồi, thầy sẽ demo dần dần các kỹ thuật đó. Dạ. Như vậy là đây là một cái demo nhỏ để các bạn thấy được bốn cái cú pháp quan trọng để mà mình thiết kế một cái template trong files. Giả sử thầy có cái template như thế này. Rồi đây là template một cái bài mà thầy cho cái môn thiết kế web của các bạn làm á. Thì cái này cũng khá cũ rồi, nó dùng Bootstrap 3. Nhưng mà bây giờ giả sử các bạn đang làm một cái dự án web, người ta giao cho các bạn cái template này, và người ta yêu cầu các bạn gắn cái template này vô,
trong cái ứng dụng web của mình. Thì bây giờ mình gắn sao ha. Thì bây giờ các bạn cũng thầy sẽ tạo ra một cái project mới luôn để thầy gắn sẵn cái template, để sau này khi mà mình học xong cái phần cơ sở dữ liệu đó thì thầy sẽ dùng cái trang này thầy demo project cho các bạn luôn nha. Thì bây giờ mình làm như sao nè. Các bạn tạo dùng thầy một cái project mới. Project mới đi ha. Cái này thôi. Rồi các bạn nêu một cái project. Mình cũng dùng Maven web. Rồi cái này thầy đặt tên là Phone web. Vậy đi. Phone web ha. Rồi S. Rồi Tomcat mình thầy vẫn dùng Tomcat. Rồi các bạn đợi nó tạo ra project. Rồi, bây giờ add cái CSS framework vô. Framework CSS. Rồi ok, hãy giữ nguyên cái phần này. Rồi. Sau khi các bạn add rồi các bạn có cái này, các bạn bỏ cái này đi nha, mình không cần. Mình giữ cái HTML. Rồi, tương tự bây giờ mình phân tích cái chỗ này chút, mình sao mình gắn vô. Bây giờ ở đây như vậy là thầy sẽ chia ra làm 3 phần. Cái phần ở trên này thầy gọi là cái phần menu ha. Rồi cái phần ở dưới này nè, cái phần này thầy gọi là cái phần banner đi, cái phần header đi. Rồi cái phần này thầy gọi là cái phần content. Rồi cái phần này thầy gọi là cái phần liên hệ contact. Rồi cuối cùng là thầy có cái phần footer. Như vậy là thầy tạm chia cái này ra làm mỗi cục này làm phần đi ha. Bây giờ thầy có cái phần menu trước nè. Menu. Như vậy là thầy tạo ra được các trang như sau. Các bạn vô cái phần web page. Nếu mà các bạn cấu trúc của Maven á, các bạn sử dụng idea khác á, thì các bạn qua đây coi nè. Tức là thầy tạo trong thư mục web app á nha. Bởi vì ở trên đây nó để cái tên cho mình dễ đọc thôi. Còn cấu trúc thư mục gốc ở dưới nó là này nè. Thấy chưa? Rồi ở đây thầy sẽ tạo ra một cái thư mục template y hệt như mình làm vừa rồi. Rồi, trong đây thầy đã xác định thầy có 3 phần. Như vậy là phần thứ nhất thầy có cái phần menu. Rồi, phần thứ hai thầy có cái phần header. Header là cái banner đó các bạn. Rồi, phần thứ ba là thầy có cái gì? Thầy có cái phần content, tức là cái phần sản phẩm đó. Rồi, phần nữa là thầy có cái phần contact, phần liên hệ. Rồi thầy có một cái phần nữa đó là cái phần footer. Rồi bây giờ đây là cái phần contact của thầy nè ha. Thì các bạn tạo ra cho thầy cái UI composition sẵn đi. Các bạn import ba này vô. Copy cho mấy kia để sẵn nó liền các rồi mình sẽ xử lý sau. Rồi, các bạn tạo ra trang page luôn. Rồi, các bạn define cho thầy các thành phần trước đi ha. Ở trong đây, mình sẽ có import cái UI vô trước. UI faceless. Rồi bây giờ cái này tạm để homepage đi. Những cái nội dung này các bạn có thể truyền param vô được, tạm thời để cứng như vậy. Rồi bây giờ thầy define ra 4 thành phần ha. Các bạn có UI insert, mình có cái name. Cái name thứ nhất là mình gọi là menu hoặc là navigation bar gì đó tùy các bạn. UI include sẵn mấy cái này rồi mình gắn cái kia vô cho nó dễ. Rồi công tâm. Rồi cái này là các bạn có cái menu.html. Rồi copy ra. Rồi tới cái phần header. Rồi tới cái phần content.
cái phần contact. Rồi, đến cái phần footer. Rồi, như vậy là mình có cấu trúc chung của trang web mình gồm có 3 phần nha. Bây giờ các bạn mới copy mấy cái thư viện ha, cái template thầy cho nè, nó có cái CSS, nó có cái Bootstrap ha. Thì bây giờ các bạn copy giùm thầy, đầu tiên là copy cái image trước, copy hai này trước nè. Có JS luôn, được chưa? Copy cái này. Thầy tạm để offline nha các bạn. Copy ba này vô. Khỏi mất công, còn online các bạn dùng CDN thì mình tính sao? Rồi, copy này để ở đâu? Các bạn phải đặt trong cái thư mục resource của cái web page, giống như hôm trước là mình để đây nè. Thấy chưa? Cái resource á, mình tạo cái thư mục resource phải đặt trong đây. Như vậy là ở đây các bạn tạo ra thư mục resource. Rồi, các bạn mới pass mấy thằng đó vô đây. Rồi, tức là thầy đưa hết cái JS, cái image thầy cần. Mấy cái này thì đưa vô, thì một lát nữa mình có thể gặp một số vấn đề về đường dẫn ha, thì cái đó mình xử lý sao. Ở đây là mấy cái phần bootstrap ha. Rồi bây giờ các bạn mới mở cái thằng index này lên cho thầy, mở cái code của nó. Thì bây giờ thầy sẽ open quick bằng Visual Code. Rồi, rồi bây giờ như thế này, đầu tiên á, trong cái trang page các bạn phải import mấy này vô trước để tính gì tính ha. Ở đây nó có một cái đoạn script nó biết JavaScript nè. Rồi bây giờ mình import vô, đầu tiên là thầy import cái bootstrap trước, cái CSS bootstrap trước nè, cái đường link của nó đây. Khỏi thì mình vô đây. Rồi import các bạn vô cái trang page nha, từ cái trang chủ cao nhất đó, trang page nè. Rồi đây là import cái CSS vô, thì các bạn có cái thằng là output h, output typescript typescript như này. Rồi tương tự như cái thằng mà graphic image hôm bữa, các bạn cũng có cái name và cái library ha. Thì cái library là cái tên của thư mục ở bên trong cái resource này. Bây giờ các bạn dùng bootstrap thì các bạn dùng cái tên này ha, bootstrap gạch 37 thì copy cho nó vậy. Mình đặt lại bootstrap đi các bạn, cho nó dễ. Hỏi một công, gõ số 3, số 7 một công. Đây là bootstrap 3 nha. Rồi, thư mục của mình là bootstrap ha. Rồi, sau đó cái file mà mình muốn là gì? Cái file của mình muốn là trong CSS bootstrap min đúng không? Thì các bạn mới lấy cái đường dẫn này vô nè. Đường dẫn này. Rồi, các bạn mới bỏ vô đây. Rồi, như vậy là nó sẽ vô cái mục bootstrap, nó tìm cái bootstrap min, nó bỏ vô. Đây, bootstrap min của mình đây. Cái này là thấy lấy nguyên cái cục bootstrap xuống luôn á. Rồi, sau đó tới gì nữa? Sau đó tới cái phần là style. Cái này là mình viết, đúng không? Thì tương tự luôn. Style thì nó có trong cái thư mục CSS nè. Style đây. Như vậy là gắn cái này xuống đây. Rồi, các bạn có cái name, thì cái name này nó là style luôn ha. Đây nè, jump CSS library, library là thư mục CSS. Rồi một cái. Rồi sau đó các bạn mới truyền JavaScript vô. Thì mình có thư mục jQuery, mình truyền cái jQuery JS và cái thằng Bootstrap JS vô để nó có một số cái xử lý model box. Rồi bây giờ các bạn dùng JavaScript á, thì các bạn dùng h. Các bạn có output script. Thì các bạn cũng có cái thằng name và cái thằng library. Rồi library của mình là gì? Library của mình cũng là thằng JS ha, thằng JS.
GS dưới này chứ, GS này này nha, GS. Rồi đây mình mới có một cái tập tin JavaScript. Rồi sau đó các bạn tương tự, các bạn gắn cái JavaScript của thằng Bootstrap vô. Máy của thầy nó đang sắp update cái hệ điều hành các bạn, cho nên nó hơi giật giật xíu nha. Để thầy demo xong rồi dễ lao thì update lại hệ điều hành. Rồi nó có một cái là name, name ha, rồi library luôn. Như vậy là cái name cũng là Bootstrap. À, cái library là Bootstrap. Rồi còn cái path của nó nè, path của nó là gs bootstrap min.gs, là thằng này đây ha, copy này. Rồi bây giờ ha, trong đây nó còn một cái đoạn JavaScript nữa, thì bây giờ thôi thầy tách ra thành một cái tập tin luôn ha. Đây, khỏi có biết trong script này mất công, tách ra thành tập tin luôn. Để các bạn copy cái đoạn này. Rồi mình vào đây, các bạn tạo ra cho thầy một cái file JavaScript nữa. Rồi vô đây nè, tạo ra chia. Rồi các bạn vô cái phần order. Rồi nó, các bạn search cái JavaScript này. Đây nó có loại file JavaScript này, để đặt tên là script. Rồi finish. Rồi thầy bắt nguyên cái đoạn script đó vô đây. Rồi bây giờ các bạn có đoạn script vậy, tương tự các bạn cũng gắn vô trong cái bài, gắn vô cái bài của mình. Rồi dưới này ha, à bootstrap. Rồi các bạn có một cái trường name. Name thì nó là rồi library là gs. Tắt mấy cái này. Rồi các bạn để name ở đây là script.cs. Nó đang đổi update cái hệ điều hành các bạn, như đó nó chậm các bạn. Tập tin script rồi ha, thì bây giờ mình gắn nó vô chỗ này là script.cs. Library thì các bạn để cái tên của nó là cái thư mục cs ở đây. Rồi như vậy là mình gắn xong những cái này, là những cái chung của cái trang web của mình nó có đây ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình gắn từng cục trước nè. Bây giờ mình coi cái cục header trước, cái cục menu chứ. Rồi các bạn mở cái code của mình ở đây. Rồi dưới này đây ha, thì cái phần header, cái phần menu của mình á là nó nằm đây.
Đây. À, ở đây nó gắn luôn cái cục navigation bar vô vô cái này nè, header nè, để coi cái phần banner. Rồi, nguyên cục header của nó nè các bạn copy nguyên cục này vô nè. Dạ, copy nguyên cục này vô. Rồi. Nè, copy cái này. Rồi các bạn đi qua cái phần header. Menu đây ha. Các bạn để vô đây. Rồi đây là toàn bộ cái phần header của nó. Rồi bây giờ mình chạy cái page này lên coi nó có nạp được cái header này lên không nha. Rồi các bạn vô trong cái trang chủ của mình là index nè. Các bạn thêm cái UI. Để mình gắn cái page vô coi nó lên từng cái một. Page, index. Đây là UI. Rồi mình nạp cái trang page lên. UI composition. Rồi các bạn dùng mục đích template đi vào trong cái thư mục template của mình đây. Đây vào template nè. Xoẹt page HTML. Rồi bây giờ mình run cái này lên trước. Rồi bây giờ nó có được mấy cái này rồi nè các bạn. À, những cái này là những cái icon của Form Awesome. À, của cái bây giờ mình gắn hình vô đi, từ từ mình gắn cái icon tiếp. Bây giờ tới cái hình nè. Các bạn quay qua cái phần logo của cái trang menu, sửa cái hình. Rồi lên sửa mấy cái chỗ này. Đây cái hình của nó đây. Các bạn sửa cái này lại xíu theo phương pháp. Như vậy là mình sẽ dùng cái thẻ hack graphic. Graphical giống như hôm bữa. Rồi thì các bạn cũng có cái name. Như vậy là cái hình này là cái hình logo các bạn, nó nằm ở đây. Nó nằm trong cái thư mục là image nè. Và cái logo đây nè. Như vậy là chỗ này mình bỏ cái này đi ha. Đây là logo PNG. Rồi cái name của mình chính là cái thư mục image này đây. À, cái library chứ. Library image. Rồi, mình có được cái graphic nè. Còn mấy cái này là nhóm của play icon. Play icon này là ở trong đây, những cái bootstrap bar này. Còn play icon nữa. Nó có nhóm play icon phong nè. Như cái truy cập vô được thì sao nó chưa hình. Rồi. Rồi nó có được cái hình rồi ha. Mấy cái play icon này để check sao đi ha. Rồi mình gắn mấy kia vô. Tiếp tục là tới cái phần body, cái phần banner. Thì mình vô cái banner vô này. À, ở trong đây nè các bạn, nó có cái nút này nè. Cái nút này nó xử lý là nó mở ra một cái nó mở ra một cái model box trong Bootstrap á. Thì bạn nào mà tìm hiểu Bootstrap thì các bạn sẽ biết là mình cần cái HTML của cái model box này nè. Thì các bạn tách ra giùm thầy một cái file rồi các bạn include vô thôi. Để thầy lấy cái model ha. Đây là cái phần HTML của model box này nha. À, trong Bootstrap á, để nó mở ra một cái model. Thì các bạn copy cái này qua một cái khác đi. Lát mình include vô sau. Trong cái template này các bạn tạo ra cho thầy một cái file model luôn. Chỉ chứa những cái thông tin của một cái model thôi. Rồi, ở trong đây thì nó cũng tương tự. Các bạn bát cái cục khỏi cái đó HTML thôi, khỏi cái override. Như vậy là chỗ cái thằng header nè, mình cần nó đúng không? Chỗ thằng header mình cần nó thì ngay cái chỗ page các bạn cứ include nó vào luôn.
include nó dưới này trong cụm trang của mình, include đây UI include. Rồi sau đó các bạn truyền vô là cái template address template. Rồi tới cái thằng là model ha, à, đây là chỉ chứa thông tin model thôi. Rồi để đó đi, lát mình sẽ thử sau. Rồi bây giờ mình đụng tới header. Header là cái phần banner nè, các bạn copy nguyên cái section banner vô. Copy nguyên section banner vô đây. Rồi các bạn vô cái phần là header của mình là cái banner ha, quăng nó vô đây. Rồi bây giờ mình lần lượt mình sửa lại các cái image chút. Các like kênh này chắc sao ha. Bây giờ thử image trước. Đây. Tất cả cái này các bạn đổi qua graphics hết. Trong đó nó gồm có library là image, rồi cái RC là cái name chứ. Rồi ở đây các bạn gắn giùm thầy cái class là image responsive. Đây cái này là class trong cái bootstrap đó các bạn, có một cái style class hoặc là class cũng được ha. Rồi để copy cái này ra trước để sẵn ở chỗ này luôn. Có bốn cái hình trên banner. Rồi cái hình thứ nhất là banner nè, số 1 để đây, bỏ này đi. Đây hình số 2 bỏ đây. Rồi hình số 3 là play icon thôi. À. Và mình lên lên lại coi nó lock được cái banner. Thêm đấy là model design. Design cho cái page. Chữ A. Model à is cung cấp nó không cần. Do cái bay của mình nó cung cấp á các bạn, không cần cái đường dẫn. Rồi, như vậy là nó lên nè. À, nhưng mà sao cái hình của mình banner 1 bị gì đây? Không có resource banner 1. Cpack nè. Đây ha, cái này là play icon luôn các bạn. Phải nhớ icon này để lát mình check coi sao nó không ra icon của Bootstrap. Rồi, bỏ cái chữ này đi, hello page này. Ở trong cái page. Rồi để đây. Rồi bây giờ gắn tiếp mấy cái khác đi, lát check mấy cái vụ dư bỏ sao. Bây giờ tới cái phần thân. Cái phần thân là mấy cái điện thoại nè, copy nguyên cục thân giúp. Đây là cái lý do mà khi mà các bạn viết HTML các bạn phải chia section như vậy để sau này mình đưa vô nó dễ. Rồi bây giờ lấy cái phần content này ha, bỏ vô ngay đây. Tương tự như vậy là mình sẽ đổi cái hình. Đổi cái hình của máy này lại. Đây cái button này mình khi xử lý mình mới đổi ha, bây giờ mình chỉ đổi những cái cho nó render được tam giác thôi. Nó có cái library luôn. Image. Rồi cái name mình để cho mình kia đi. Rồi cái này mình có cái font PNG. Rồi còn cái này nè. Đưa xuống hết cho này. Rồi cái này là font V2.
Wall Paper. Có nhiều hình này, mấy cái thẻ này là của HTML 5 nữa các bạn, picture caption. Rồi ha, rồi nó có được hiệu ứng của Bootstrap rồi nè. Rồi xong, tiếp theo là tới cái phần liên hệ. Liên hệ thì cái này nó cũng có chút hình copy session 3, mình cũng bật session 3 chứ. Rồi các bạn qua cái tab là kênh tắt đây. Rồi bây giờ này hình nhiều quá. À do cái này nó hình là hình như là nó giống nhau về cái này. Gắn cái class privacy vô cho nó. Class này class của Bootstrap luôn nha các bạn. Start class. Rồi. Rồi mấy cái hình này Facebook link. Library là cái nem. Rồi copy cái phần hai kênh. Cái phần này là phần nào mà nó nhiều hơn vậy? Coi lại. À nguyên cái mớ này. Thầy sửa một cái, thầy sửa một cục này thôi ha, thầy copy ra trong hình luôn. Bởi thầy không sửa từng ảnh nha. Rồi bây giờ thầy lấy nguyên cục này thầy thay cho mấy cái cục này. À, nguyên cục này nè. Đây là Bootstrap nè. Ở đây có 4 cục chung hình như vậy. Và 3 cục thì bỏ 3 cục này. Thầy thay bằng cục chung hình đó luôn. 1 nè. 2 nè. 3. Rồi, lên đây. Đây là nó chia làm một con này. Thì con trước nó chia làm mấy con. Này cũng là hai con. Đúng, nó sẽ đưa ba con đi đâu ta. Đây là nó không có offset, mấy cái thằng sau không có offset các bạn. Sao không có offset hàng, nó bị đẩy đi hai cột đó các bạn. Bỏ cái trên, bỏ cái class này. Class này là class offset, nó đẩy qua hai cột trong Bootstrap á. Rồi copy cái này ra. Bỏ hết cái phần sau. Rồi bây giờ gắn cục footer vô nè. Đây ha, footer của mình đây, nguyên cục footer dễ rồi. Copy thôi. À, trong cái footer, à cái này là cái khác, lát nói sao. Đưa cục này vô nè. Footer nè. Rồi, bây giờ trong đây nó chỉ có mấy cái hình này thôi. Mấy cái hình này thì giống như thằng kia. Qua mình copy lại từ cái kênh tắt thôi. Này nó có được chưa?
À có A luôn, khỏe quá, copy hết. À còn cái logo của đại học mở này, cái logo của đại học mở là nó nằm ở hình như là nó thiết lập ở trong cái thằng thằng CSS để coi. CSS ở đây là nó dùng cái section bar, cái panel logo cái này không phải, nó có cái phần của đại học mở là footer. Như vậy là ở từ cái chỗ này cái đường dẫn nó đưa vô ha. Rồi bây giờ mình coi coi chỗ này nó gắn cái logo này. Đây mình đặt dùng ngay đây ha, mình coi cái logo nó có đây. Rồi bây giờ mình coi cái hình này. Đây. Nó lấy từ cái vị trí face resource. Như vậy là phải đưa cái đường dẫn này vô cho nó. Đưa đường dẫn này vô trong, bởi vì cái này khi mà các bạn dùng cái graphic á, nó tự làm cho mình. Còn trong đây là mình phải làm. Trong cái này là của mình là tới resource. Đây cái đường dẫn là cái này ha. Bây giờ mình thử coi cái footer của mình nó thấy không. À đây, như vậy là lấy cái đoạn này. Cái đoạn font web face resource footer.png. Thấy đúng như cái của nó. Font web resource render. Kiểm tra cái đường dẫn này lại coi font web page java resource page java resource footer. Rồi bây giờ mình vô cái phần coi cái style của nó, các bạn bấm chỉ cần thấy cái đường dẫn thì mình mới đúng được các bạn. Mình vô style trong CSS của mình nè, bấm vô đây coi. Rồi ở đây nó có cái quyền cái này là phải nhất cấp dụng. Rồi có rồi nè ha. Rồi như vậy là mình còn cái chữ này đâu đây, chữ này nó nằm ở trong cái thằng index index font. À đây, à nãy mình quên xóa cái này ha. Cái này là của model, quên xóa. Cái này như vậy là phải giữ lại cái chỗ, các bạn bỏ cái cục này vô giữa cái body như vậy. Tiêu để nó giữ lại cái một số cái thẻ HTML đây, nó bị một số cái lỗi dấu, cái dấu chéo khi mình xóa. Rồi
nó ra được cái mô đồ của Bootstrap luôn nè các bạn. Cái đó là cái mô đồ thầy gắn HTML vô đó, còn cái nút này thì chưa có biết à, sau này là mình sẽ gắn vô đầy đủ cái đăng nhập và đăng ký luôn. Như vậy là thầy đã sử dụng các cái thẻ à, thầy gắn được một cái template cho các bạn cái trang product, tức là để các thao tác quản lý sản phẩm ha. Rồi finish nè. Rồi trên cái trang product này à, các bạn cũng nạp cho thầy cái UI của cái page UI composition gắn đây. UI à, cái này là face. Rồi UI composition để nạp template lên. Rồi ở đây các bạn có một cái template, đó là template page. Cái này kế thừa lại. Rồi bây giờ trong đây nè, ví dụ như thầy muốn là thầy chỉ giữ lại cái phần à, liên hệ trở xuống thôi, thầy không muốn giữ hai cái cục này nữa, bởi vì thầy muốn có các control thầy điều khiển nè. Thì lúc này á, các bạn cứ override lại cho thầy hai cái cục là UI file. Cái phần header các bạn bỏ trống. Name header. Rồi bây giờ mình mới UI define. Define cái phần content. Name content. Thì lúc này mình chỉ viết cái riêng của mình thôi. Thì ví dụ trong đây thầy tạo ra hai control cơ bản trước nè, h form. Ở trong đây thầy có cái h group panel grip cho column. Column là hai. À, rồi bây giờ thầy có cái thứ nhất nè, cái h output label. Ví dụ như sản phẩm sau này thầy có cái gì? Thầy có cái value nè ha. Thầy có cái tên sản phẩm. Product name. Rồi thầy có cái h input text. Thầy có ID TNT product name thật. Rồi các bạn có một cái các bạn có thể sử dụng kết hợp với các cái thẻ Bootstrap được nha. Ví dụ như ở đây các bạn có là rồi ở đây các bạn có class workgroup. Đây là class của Bootstrap để nó style cho mấy cái thằng control nó trong cái form á, cái này là form control. Rồi đại khái vậy thôi, cái này ví dụ cái này tới giá và rồi mình có một cái button. Rồi các bạn có style class à, các bạn có btn warning. Cái lớp này các bạn coi Bootstrap nha, cái đó Bootstrap các bạn coi thêm nha, hẹn thời gian nói thêm Bootstrap đây. Rồi mấy cái lớp này là mình style pattern trong Bootstrap. Rồi bây giờ giả sử mình có trang như thế này đó, mình chỉ tập trung viết cái phần mình thay đổi thôi, cái phần còn lại thì tự động nó gắn vô. Bây giờ các bạn coi thì chạy lên lại rồi đây là trang chủ của mình ha, là index nè. Bây giờ các bạn qua cái trang face, rồi các bạn vô cái trang font, hồi nãy là trang product, product.html. Đây cái này của mình, cái phần footer Bootstrap này sao xấu vậy đó, cái này nó cố gắng được form control. Mình có class là form control. À, do mình gắn, mình sử dụng cái panel này nó ra cái table, nó không đúng được cái cú pháp, bỏ
Rồi đúng rồi nè, trật tự trên dưới ha. Các bạn có thể dùng một cái thẻ deep container như thế này deep, để cho nó xích vào trong một xíu. Này cũng là bootstrap luôn, cái lát của bootstrap ha. Đó, cho nó xích giữa giữa vậy thôi. Rồi rồi đất right cũng sửa tương tự. Rồi đất right bỏ cái này luôn. Này giờ bây giờ mình dùng bootstrap canh luôn rồi, không giờ dùng Deno. Rồi đó, thì các bạn sẽ thấy nè, cái phần đầu và cái phần dưới á, thì nó giống hệt, nó chỉ sửa đúng cái phần mà mình muốn sửa thôi. À, thì sau này là mình cũng làm giống vậy, thì mấy cái phần ở trên tức chức năng nó vẫn còn giữ nguyên như cái trang chủ của mình. À, mình về trang chủ thì mình bấm mình ra đây, mình về trang chủ bấm đây. Đó, thì cái phần giữa này nó thay thế. Thì rõ ràng các bạn thấy là với cái cách này nó làm cho cái thiết kế template của mình nó linh hoạt và nó dễ bảo trì rất là nhiều. Giới thiệu với các bạn về cái Isaac. Isaac thì một số bạn các bạn đã nghe cái Isaac rồi. Thì Isaac là cái cơ chế mà hoạt động bất đồng bộ các bạn. Nó kết hợp rất nhiều cái công nghệ khác nhau, ví dụ như JavaScript rồi HTML gì đó vân vân. Thì cái Isaac là một cái công nghệ mà bây giờ được sử dụng khá là nhiều. Nó giúp cho cái việc mà gửi và nhận cái dữ liệu server nó thực thi bất đồng bộ, và các bạn thấy nó mỗi lần các bạn dùng Isaac á, là các bạn sẽ không cần phải giống như các cái loại request khác là các bạn phải nạp lại toàn bộ cái trang. Ví dụ như trong form á, các bạn post một cái dữ liệu gì lên là các bạn phải thực hiện cái thao tác reload lại toàn bộ trang. Nhưng mà đối với cái Isaac này nè, nó chỉ reload lại đúng cái phần mà các bạn sửa thôi, nó không có gửi request toàn bộ trang. Mọi thứ cái request là nó gửi bất đồng bộ. Bất đồng bộ nghĩa là gì các bạn? Bất đồng bộ có nghĩa là ví dụ thầy lấy một cái chức năng upload đi các bạn. Ví dụ như mình upload một cái tập tin là 100MB. Cái tiến trình của mình đăng ký á, mình upload tập tin 100MB. Giả sử như cái mình gửi lên server như vậy, thì nếu mà để cho người dùng phải đợi upload tới 100MB rồi mới báo cho người ta là cái quá trình thực thi thêm người dùng thành công, thì lúc đó nó có vẻ nó không, cái phản ứng, cái response của nó nhìn có vẻ nó không có mượt lắm, làm cho mình người dùng phải đợi những cái thao tác không cần thiết nha. Thì thường những cái thao tác upload đó các bạn, khi mà các bạn đưa lên upload thì cái chương trình nó chạy rồi xong và nó chạy qua luôn. Nhưng mà cái tiến trình upload nó vẫn chạy, cái nền ở bên dưới nó chặn background ở bên dưới, nó không chặn cái người dùng ngay đó, người dùng vẫn hoạt động những cái công việc khác, còn công việc upload nó vẫn thực thi ở bên dưới background cho đến khi nào mà dưới background đó nó thực thi xong cái nhiệm vụ của cái upload đó, nó mới thông báo lên cho người dùng nha. Như vậy là những nhiệm vụ bất đồng bộ là nó không cản trở cái quá trình hoạt động liên tiếp của các vấn đề khác nha. Nhưng mà nó sẽ chạy background ở bên dưới cho đến khi nó xong rồi nó sẽ báo lại cho bên trên. Thì cái cơ chế đó nó gọi là cái cơ chế callback á, callback, để nó thông báo là nó hoàn tất cái nhiệm vụ background rồi. Như vậy là Isaac là một cái cơ chế cho phép mình gửi nhận dữ liệu lên server một cách bất đồng bộ. Tức là mình không cần phải thực hiện đồng bộ chờ đợi từ qua bước kia mới tới bước nọ, vân vân. Nha, thì công việc cứ diễn tiến cho đến khi cái nhiệm vụ background nó chạy xong thì nó sẽ báo về cho mình. Nó gọi là cơ chế bất đồng bộ. Như vậy là với cái cơ chế Isaac này nó giúp cho gì các bạn? Nó tăng cái hiệu năng của ứng dụng web. Nó giúp cho ứng dụng web của mình nhìn nó mượt mà hơn. Nó sẽ không cần phải reload, nạp lại những cái thứ không cần thiết. Nó chỉ nạp lại những cái thứ mà nó cần phải cập nhật thôi. Nha. Như vậy là các bạn từng học JavaScript, các bạn biết rằng là nó có nhiều cái framework JavaScript nó hỗ trợ cho các bạn thực thi cái nhiệm vụ Isaac này. Còn ở trong cái thằng CSS á các bạn, là nó hỗ trợ một cái thẻ rất là mạnh, cũng trong nhóm Faelet luôn. Cái nhóm core chứ, là nó tên là cái thẻ Isaac này luôn. Và nó cung cấp cho mình đầy đủ các cái thuộc tính để mình thực thi tương tác. Bao gồm có nó cho các bạn chờ callback ở phía server, chờ callback ở phía JavaScript. Rồi cho phép các bạn gửi các cái dữ liệu lên trên server, chỉ định các ID các bạn gửi lên mà các bạn không cần phải tốn quá nhiều cái việc mà viết JavaScript như các bạn đã biết trước đó. Thì cái thẻ này nó sẽ hỗ trợ cho mình khá đắc lực trong cái việc mà mình tương tác với Isaac. Như vậy là sau này khi mà mình làm cái chức năng, ví dụ như thầy làm chức năng quản lý, sau này thầy demo cho các bạn á, chức năng quản lý sản phẩm nè, thầy có danh mục cái sản phẩm ở đây đúng không, thêm sản phẩm, thì ở bên đây thầy sẽ có hai cái nút update và cái nút delete. Thì hai cái nút này thầy sẽ demo cho các bạn bằng cách sử dụng Isaac, thực thi bằng cái Isaac. Mình click lên đây
click lên đây thì cái trang này nó vẫn hoạt động bình thường cho đến khi cái lúc này nó thực thi xong á, thì mình mới báo lên cho cái người dùng biết ở trên đây ha. Rồi như vậy là trong cái phần hôm nay thì mình chỉ demo cái đơn giản là cái cách sử dụng cái thẻ F-ISAC thôi, để chỗ này để cho các bạn thấy một cái trường hợp mình sử dụng của nó nha. Thì bây giờ các bạn coi như thế này, coi các thuộc tính của nó trong đây trước. Các bạn sẽ có các thuộc tính gồm có execute, render và các cái thuộc tính khác. Như vậy là execute là cái gì? Khi các bạn sử dụng cái thẻ ISAC thì cái execute này là một cái thuộc tính rất là quan trọng. Các bạn gửi danh sách ID của các thành phần HTML mà các bạn được gửi theo request gửi lên trên server. Thấy chưa? Để rõ ràng là khi mà các bạn làm thao tác ISAC bằng JavaScript á, thì cái việc đầu tiên các bạn cũng phải thu gom các dữ liệu các bạn muốn gửi lên cho nó. Không, còn các bạn đưa vào trong một cái request thì cái execute này nó cho phép các bạn chỉ cần chỉ định cái ID của thành phần HTML thôi thì tự động nó sẽ xử lý, nó gom giá trị của những thằng đó đi vào cái request và gửi lên trên server. Đó là cái thuộc tính quan trọng số 1 mà các bạn phải biết. Rồi, cái thuộc tính quan trọng số 2 là thuộc tính render. Render cũng là danh sách các ID của các thành phần HTML. Mà những cái chỗ này nè, nó sẽ được cập nhật lại sau khi ISAC request nó đã thực thi xong. Tức là cái request ISAC á, nó thực thi ở trên server, nó trả về cho mình một dữ liệu nào đó. Thì cái chỗ mà các bạn chỉ định những ID đó đó sẽ dùng để render cái kết quả sau khi nó thực thi bất đồng bộ ở background bên dưới nha. Nhớ là trong cái quá trình đó nó không có reload lại trang nha các bạn. Các bạn bấm vô xong, mọi thứ trên trang nó hoạt động bình thường, các bạn không thấy bất kỳ một thay đổi nào hết. Thì nó sẽ ngầm ở background bên dưới, nó gửi lên trên server, rồi sau đó nó cũng ngầm nó trả về ở dưới này. Mọi thứ nó thực thi background hết thì nó mới gọi là cơ chế bất đồng bộ ha. Rồi cái thuộc tính quan trọng thứ ba nữa là cái thuộc tính event. Khi mà các bạn đặt vào cái nút bấm hay là một cái liên kết nào đó, các bạn chỉ định cái sự kiện mà cái ISAC này nó sẽ thực thi. Thì ở đây nó giống như JavaScript vậy đó các bạn. Các bạn chỉ định cái sự kiện, ví dụ là sự kiện click, thì khi các bạn click lên cái ISAC nó mới chạy ha. Còn các bạn xử lý cái sự kiện blur chẳng hạn thì các bạn rê lên ISAC nó chạy luôn. Hoặc là sự kiện chain tag gì đó trên cái nội dung của một cái typebox, vân vân. Như vậy là cái sự kiện, cái thuộc tính event này trong cái thẻ ISAC nó dùng để chỉ định cái sự kiện để mà nó bắt đầu thực thi cái nhiệm vụ ISAC ha. Thì thực tế khi mà các bạn có JavaScript thì các bạn cũng thấy là các bạn cũng phải chọn cái sự kiện, các bạn mới gọi cái phương thức ISAC các bạn chạy. Thì ở đây nó cho khỏi cần mất công, thì cứ chỉ định thuộc tính là nó tự biết nó xử. Cái thẻ này rất là thông dụng. Và ngoài ra nó còn có mấy cái thuộc tính như thế này. Cái thuộc tính nữa nó gọi là cái thuộc tính listener. Thì cái luồng thuộc tính listener này các bạn sẽ chỉ định một cái phương thức ở trong cái manage bin. Phương thức này sẽ được gọi thực thi cái lệnh ISAC request. ISAC request tức là các bạn gửi lên trên server chỗ nào nó thực thi đó, thì cái chỗ đó là các bạn chỉ định ở trong cái phương thức listener. Mình tạm dịch là cái nơi nó lắng nghe cái request để mà nó thực thi. Rồi các bạn có hai cái phương thức ở bên dưới JavaScript ở trong thẻ này luôn. Là cái thứ nhất là on event. Như vậy là cái thuộc tính on event ở trong cái thẻ ISAC này là các bạn làm một cái tên hàm, nhưng mà nó không phải là tên hàm trên bin nữa nha các bạn. Nó không phải là đây nữa, mà nó là một cái tên hàm JavaScript. Thì các bạn ví dụ như các bạn đã từng sử dụng cái ISAC ở trong jQuery như này. Các bạn chấm ha ISAC. Rồi các bạn mới đưa mấy cái tham số gì đó vô đây. Các bạn có URL là cái link nó xử lý nè. Rồi các bạn có data nè, gì đó, các bạn có method. Cuối cùng các bạn có một cái tham số là success. Success này là một cái hàm, đúng không? Là cái hàm. Thì cái hàm này được gọi khi nào? Cái hàm này nó được gọi sau khi cái lệnh ISAC request này nè các bạn, nó đã được thực thi gì các bạn? Thực thi thành công thì nó gọi vô đây. Rồi các bạn cũng có một cái tham số fail. Rồi các bạn muốn thực thi thất bại thì nó vô đây. Như vậy là các bạn thấy rằng là các bạn trong cái xử lý ISAC bình thường á, các bạn cũng cần có những cái phương thức để các bạn chờ cái ISAC nó thực thi xong rồi nó sẽ thành công hay thất bại gì đó để mình có một cái thông báo nào đó đến người dùng. Thì những cái hàm này nè các bạn, mình gọi là cái hàm callback. Các bạn nhớ dùng thầy cái từ callback, thì sau này ra ngoài người ta hỏi callback là cái gì thì các bạn biết. Thì nó là những cái hàm mà nó chờ đợi một cái nhiệm vụ nào đó thực thi background xong, nó thông báo về cho cái hàm đó. Thì cái hàm đó gọi là callback. Và tạm dịch là gì các bạn, gọi trở lại, gọi ngược trở lại, thực thi xong rồi
nó thực thi background ở bên dưới thì nó có cơ chế báo lại cho cái nơi mà gọi nó đó biết là nó thực thi xong bằng cái cơ chế nó gọi là hàm callback. Thì hiển nhiên là khi nó callback trở lại thì nó có thành công, nó thất bại. Trong JavaScript bình thường thì các bạn có hai cái này nè, thấy chưa? Thì ở đây tương ứng như vậy, các bạn có onEvent để nó gọi một cái hàm JavaScript sau khi cái lệnh ASAP request các bạn vừa gửi lên nó thực thi thành công. Còn khi nó error gì đó thì tương tự, các bạn sẽ có một cái thuộc tính onError để các bạn chỉ định cái tên hàm, mà nhớ là đây là hai cái tên hàm JavaScript nha. JavaScript đó, khi mà cái thực thi ASAP nó có vấn đề gì đó thì lúc này nó sẽ gọi cái hàm này cho các bạn thực thi. Như vậy là các bạn thấy mình sẽ có cái ba cái phương thức ha, trong đó cái listener này nhớ là cái phương thức ở trên managed bin là trên server á, để mình request lên cái server là cái chỗ đó nó sẽ gọi thực thi. Cái này nó tương đương với cái gì các bạn? Cái URL này nè, cái URL này là cái nơi các bạn chỉ định nè, thì cái trên server nó sẽ biết được là các bạn gửi đến cái phương thức nào trong cái controller nó xử lý nè. Còn ở đây là mình gọi trong cái hệ thống của CSS luôn, là mình quăng lên cái phương thức thì tự động nó sẽ biết nó gọi phương thức này trên server. Rồi, còn onEvent và onError là các cái phương thức JavaScript khi nó thực thi xong cái request đó rồi, thành công thì vô onEvent, thất bại thì onError. Còn các bạn không chỉ định gì hết thì thôi nha. Nhưng mà thường rõ ràng mình thực thi cái gì thì mình cũng cần kết quả để mình thông báo cho người dùng biết là kết quả thực thi sao rồi. Thì mình thường mình sẽ làm những cái hàm giống như thế này ha. Rồi, bây giờ các bạn coi cái ví dụ nè. Ví dụ ở đây người ta tạo ra một cái scope, một cái managed bin. Thì cái managed bin này mình đang demo Isaac ha. Thì thầy tạo ra một cái managed bin Isaac. Thì cái này đơn giản, thầy làm một cái ví dụ như thế này. Thầy sẽ tạo một cái box cho nó nhập cái name vô đây, rồi một cái nút bấm đơn giản. Và khi nó bấm vô đây đó thì thay vì hôm bữa là mình managed bin là mình sẽ gửi lên trên server rồi nó reload lại nó mới ra cái chuỗi này đây, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đơn giản là mình gửi bằng Isaac thôi. Cái này thì hồi JavaScript các bạn cũng đã từng làm với cái thằng jQuery rồi á. Thì bây giờ mình dùng để demo cái thẻ này để cho các bạn hiểu rõ cái thẻ này trước ha. Các bạn đang bật mic, các bạn tắt vô đi, các bạn nghe nó ồn quá nha. Rồi mình sẽ dùng cái thẻ này, cái ví dụ đơn giản như vậy để các bạn thấy cái cơ chế hoạt động của cái thẻ Isaac nha. Rồi như vậy là đầu tiên là mình sẽ tạo một cái managed bin. Trong managed bin này đơn giản có một cái thuộc tính là name, là nó sẽ binding giữa hai cái này. Nó binding cái này cho mình. Mình binding y hệt hôm bữa thầy chỉ các bạn binding rồi. Được chưa? Rồi trong đây là cái phương thức này, là cái phương thức nó sẽ gọi khi mà Isaac nó gửi lên từ cơ sở ở dưới cái client của mình, Isaac nó sẽ gửi lên thông qua cái này. Được chưa? Rồi, cái này các bạn cũng phải có getter setter ha. Rồi đây là managed bin. Rồi bây giờ mình đi xuống mình nói cái client xíu. Dưới client nè, các bạn thấy một cái đặc điểm, mình cũng đặt nó trong cái thẻ form. Được chưa? Mình đặt các control của mình trong cái thẻ form. Mình cũng có cái test input và ở đây mình binding vào một cái thuộc tính trên managed bin. Ha. Nhưng cái chỗ mà cái command button này nè, các bạn chú ý giùm thầy là mình phải có gắn thêm cái cục này ở giữa cái command button. Và nó gắn như vậy thì tự động nó biết khi bấm vào đây. Bấm vào đây các bạn sẽ thực thi Isaac. Ở trong đây là thầy không có chỉ định luôn cái click luôn nữa. Bởi vì trong đây là mình button này click thôi. Click là thực thi cái nhiệm vụ Isaac và để cái Isaac ở giữa cái command button ở trong đây nè. Nếu mà các bạn không có cái thẻ này đó thì đây là thao tác request, nó gửi lên nó reload trang luôn. Còn mình đặt ở đây là nó thực thi một cái nhiệm vụ Isaac. Và các bạn thấy nó truyền vô gì nè các bạn? Nó truyền vô đây một cái input name. Thì cái input name này chính là cái ID của thằng này. Được không? ID của cái thằng mà nó sẽ như vậy là mình truyền ID này vô, có nghĩa là nó sẽ lấy cái giá trị từ đây nè. Mình nhập vô á, bởi vì mình đã binding rồi, mình nhập vô, nó sẽ gửi lên trên managed bin á. Thì trong cái managed bin đó nó mới gán vô mấy cái này nè. Nó mới gán vô cái này. Rồi sau đó nó sẽ xuất ra cái thông điệp của mình ở ngay cái chỗ này. Ngay cái chỗ mà output này. Output và cái dòng value của mình đây. Như vậy là khi mà Isaac nó thực thi xong, nó sẽ tác động lên đây. Tác động lên đây và thông qua cái value của mình. Thì ở đây mình có một cái dòng kiểm tra này. Hôm bữa các bạn nhớ là thầy bị một cái lỗi là dấu hai nháy này với dấu hai nháy này không các bạn? Hôm đó là thầy nhầm với cái bên Python Flask. Nó cho hai nháy được song song nhưng mà bên Java thì nó không cho nha. Bên Java nếu ở ngoài các bạn bọc bằng hai nháy thì ở trong này các bạn để một nháy. Còn nếu ở ngoài các bạn để một nháy thì ở trong này dùng hai nháy, chứ không được dùng giống như vậy. Thì bữa đây lỗi là lỗi như vậy. Được chưa? Thì bây giờ ngoài hai nháy thì ở trong một nháy nha.
Rồi bây giờ mình sẽ demo và trực tiếp bằng cái này cho các bạn. Rồi bây giờ mình mở cái này lên lại. Bây giờ thầy cái project này thầy tạm thời để đây. À, để mai mốt xong cơ sở liệu mình quay lại. Bây giờ mình quay lại cái project mình demo bữa là trên này, mình làm tiếp cái demo đó. Rồi. Rồi trong đây các bạn tạo ra giùm thầy một cái ASAP bin. Ngay chỗ này ha, tạo ra một cái ASAP bin. Rồi gắn giùm thầy cái chỗ manage bin giùm. À cái này các bạn đổi lại thành request scope giùm thầy nha. Mình không dùng event. Dùng cái face context. Rồi cái này các bạn có, cái này các bạn có thể đổi tên, cái này tùy thích. Trong đây thầy có một cái thông tin private string name. Rồi tạo cái tên setter cho này trước cái đã. Rồi bây giờ các bạn biết một cái phương thức để mà cái chỗ này mình sẽ gọi cái get message, thì ở đây nó chỉ có một cái action thôi, do đó các bạn không ý định thì nó cũng có thể nó gọi lên đây, nó cũng sẽ gọi lên đây public string get message. Get message. Rồi ở đây các bạn gửi tên về welcome cộng với this jump name. Rồi như vậy là mình có được cái phương thức get message nè. Rồi sau đó mình mới tạo ra một cái bin ở đây, ở cái facelet ở đây. Dùng phải lên ha. Mình tạo ra một cái file CSS file. Thì ở đây thầy gọi là ASAP demo gì đó, hay để vậy thôi. Rồi ở trong đây các bạn sửa chút. Rồi ở đây mình sẽ có hack. Rồi à, đầu tiên là ở đây mình có cái hack input. Hack input. Input tag ID. Input ID. Rồi ở đây các bạn có hack. Command button. Value. Send. Rồi, ở trong đây các bạn mới có là S, thì S các bạn phải import cái coi vô. Đưa coi vào đây ha. S. Coi. Rồi. Trong đây các bạn có S này sao? Các bạn có execute. Như vậy là execute là cái này. Rồi, tương tự như vậy thì chỗ này nè, các bạn cũng phải có cái gì các bạn, cái render để chỉ cho cái thằng nó trả ra đây nha. Các bạn có render viết này trước đi. Hát. Nào cũng tăng. Rồi, này đi. Nào put ID. Như vậy là thầy render. Nào put ID. Rồi. Bây giờ mình mới link vào bên trong. Link vào bên trong cái này thì các bạn có cái value thằng ASAP.name. Rồi lúc này các bạn mới show ra cái message thì cái value này. Thì ở đây các bạn thấy là thầy cũng kiểm tra ha các bạn. Thầy kiểm tra dựa trên cái trường name, nếu mà nó có name rồi thì thầy hiện ra, còn có là không. Bởi vì khi mà các bạn bấm thì bắt đầu tương tác với cái name rồi. Nha. Rồi các bạn có là ASAP name khác. Nếu mà nó khác luôn á thì là ASAP bin.
còn ngược lại thì rộng. Rồi, ở chỗ này các bạn có thể tường minh, các bạn chỉ listener là get message, nhưng mà trong đó mình chỉ có một cái, do đó là nó sẽ gọi lên luôn, nó sẽ gửi lên trên cái pin của mình. Rồi, ở đây là cái chỗ nó hiển thị ra. Rồi bây giờ các bạn run thử cái đoạn Isaac này coi coi nó có thực thi được cái nhiệm vụ Isaac cơ bản hay không nha. Tại chưa có dùng JavaScript nha các bạn. Cái này là survey web. Rồi. Rồi các bạn có face Isaac. Rồi. Ví dụ như là anh điền cái tên cho xem. Đây nó hiện ra, các bạn thấy nó không có reload cái trang nha. Nó không reload trang. Các bạn có thể cho nó enter xuống xíu. Ví dụ này bỏ trong nó điện này giống như các bạn làm trong cái jQuery hôm trước. Rồi bây giờ thầy thử cho các bạn ha. Các bạn thay thế, các bạn thử bằng một cái phương thức để tương tác với JavaScript thông qua cái on event ha. On event để coi coi nó có gọi vô cái on event của mình hay không. Rồi bây giờ thầy viết một cái script nhỏ đây. Đây là JavaScript. Rồi mình viết là function as. Trong đây mình alert ra là cộng son đi, alert là cộng cộng son lock testing. Rồi như vậy là sau khi nó chạy cái này xong á, do mình xuất thành công cho nó sẽ gọi cái test này, thì lúc này các bạn sẽ có một cái phương thức là on event. Các bạn gọi giùm thầy là test. Rồi. Này F5 lên nè. Các bạn inspect ở dưới các bạn coi cái cửa sổ. Đây ha. Đây nó ra nè các bạn. Ha, nó chạy ra sau khi background send nè. Sau khi nó thực thi xong, nó thực thi cái task nó chạy ra này luôn. Dạ. Yeah. Tương tự mà bây giờ các bạn thử làm cái error gì đó, thì các bạn làm một cái function on error gì đó thì nó sẽ vô cái event này, nó thực thi, nó vô cái on error nó thực thi. Như vậy là cái phần này thực thi Isaac các bạn thấy là rất là cơ bản. Với cái thẻ này thì nó sẽ giúp cho mình làm được rất là nhiều thứ mà mình không cần phải viết một vài các dòng JavaScript như URL hay là cái gì đó hồi nãy. Ví dụ như cái chức năng sau này của thầy là cái chức năng xóa một cái đồ đất chẳng hạn, thì ở trong đây thầy chỉ việc thầy truyền cái ID của đồ đất lên và ở trên đó xử lý xóa xong, thầy báo về đây, thầy show ra cái alert là thành công, là kết thúc. Bây giờ kết thúc quy trình xong. Thì các bạn thấy là với cái thẻ này, một cái thẻ rất mạnh để nó giúp cho mình tương tác được với Isaac nó dễ dàng và nó linh hoạt hơn nha. Và không cần phải biết quá nhiều JavaScript, với những cái thao tác Isaac nó không phức tạp. Rồi 2.0 thì các bạn biết là nãy hôm rồi là mình demo cái phiên bản CSS 2.2 đó các bạn. Như vậy là từ cái phiên bản CSS 2.0 này nè, cái việc chuyển trang ở trong CSS rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ cái tên view thôi là các bạn có thể chuyển trang được. Thì nó sẽ tự động, nó sẽ tìm kiếm chính xác cái view ở trong cái web page, cái web app của mình để nó render cái đó. Và trong cái view đó các bạn có tương tác với cái thằng pin nào thì nó sẽ có liên kết tới cái pin đó cho mình luôn. Ví dụ như chỗ này, ví dụ như đây là cái trang web của mình nè, mình muốn bấm vô cái button này nè, nó chuyển qua một cái trang survey pin. Cái trang này là cái trang HTML á nha, chứ không phải là cái pin đâu, do thầy đặt trùng tên á. Lát nữa thầy demo cho các bạn thấy. Thì ở đây các bạn khi mà bấm vô cái này đó, thì tự động nó sẽ vô cái mớ view của mình á, nó tìm cái view nào nó có cái tên này nè, rồi nó tự động nó chuyển đến cái trang đó cho mình. Đây là cách dễ nhất để mình làm. Thấy chưa? Như vậy là khi các bạn bỏ, nhớ là cái thuộc tính action nha. Thuộc tính action. Cái thuộc tính action này các bạn nhớ là hôm bữa khi mà mình làm cái form á các bạn, là mình dùng để chỉ định cái phương thức ở trên cái manage bin để nó thực thi. Thì bây giờ các bạn sẽ thay thế nó bằng cái tên view
thì tự động nó vô cái view đó, nó tìm và nó sẽ render cái view đó là chuyển qua cái trang đó cho mình nha. Rồi ngoài ra đó, trong trường hợp nếu mà các bạn không có chuyển trực tiếp ở trong cái file được, đây là cái trường hợp mà các bạn chuyển ở trong file nè. Đây, cái này là mình biết trong file, mình biết cái tên pin rồi. Còn giả sử trong manage pin mình cần xử lý cái gì đó, mình biết cái gì đó vòng một hồi rồi mình mới return về, giống như các bạn làm web, các bạn có chức năng redirect vậy đó. Các bạn đăng ký một user không, sau khi nó đăng ký thành công, các bạn redirect qua cái trang home chẳng hạn. Đó là một cái thao tác. Như vậy là khi mà các bạn redirect chuyển trang ở bên trong cái manage pin thì lúc đó các bạn sẽ lúc này cái action bây giờ là các bạn sẽ gọi cái phương thức các bạn xử lý giống như cái hôm bữa mình làm. Cái chỗ này các bạn có dấu ngoặc ở chỗ này hay không cũng được nha các bạn. Nếu mà không có tham số, trong trường hợp có tham số thì các bạn cứ mở ngoặc các bạn truyền tham số vô ha. Rồi như vậy là với cái action này nè, nó sẽ chỉ định trong cái survey pin nó gọi cái phương thức back home. Rồi trong đây các bạn làm vòng vòng cái gì đó đây nè. Rồi các bạn chỉ việc là các bạn trả về cái tên view là xong. Bấm đài các bạn thấy thầy Toàn thầy trả tên view, thì lúc đó nó sẽ redirect, nó chuyển đến cái trang đó cho mình nha. Như vậy là hai cái thao tác các bạn chuyển ở bên ngoài cái thằng Files và bên trong cái manage pin, tất cả đều thông qua cái view name hết nha. Và sử dụng cái thuộc tính action ở bên trong cái command link, command button hoặc là cái link nha. Rồi ngoài ra đó, lát nữa các bạn demo các bạn sẽ thấy với hai cái phương pháp thầy để lên vừa rồi các bạn, hai cái phương pháp mà thầy đặt cái tên view á, thì các bạn thấy là khi chuyển trang, mặc dù nó chuyển trang thành công nhưng mà cái URL ở trên cái thanh địa chỉ các bạn sẽ thấy nó không có đổi. Mặc dù cái nội dung ở dưới nó đổi rồi mà cái URL nó không có thay đổi. Thì để làm được cái chuyện mà các bạn vừa chuyển trang được mà cái URL ở trên nó cũng thay đổi theo, bởi vì sau này các bạn sẽ tương tác, các bạn cần phải biết về URL cái trang mình đang ở địa chỉ nào, rồi các bạn thực thi những để các bạn biết trên trang đó mình làm nhiệm vụ gì vân vân. Thì các bạn chuyển trang các bạn cũng muốn cái địa chỉ URL trên cái thanh địa chỉ nó cũng đổi theo. Thì lúc đó ở phía sau này nè, các bạn gắn dùm thầy một cái tham số get. Cái tham số này thì gọi là tham số get đó. Đầu cái phần đầu thầy có nói với các bạn rồi là khi mà các bạn dùng tham số get đó, nó sẽ đính kèm lên trực tiếp trên cái địa chỉ URL cho mình luôn. Và các bạn chỉ cần chỉ định cái tham số get là face redirect bằng true, thì lúc đó cái nội dung của trang nó sẽ chuyển đến cái trang mới là cái trang index, và đồng thời cái địa chỉ URL nó cũng cập nhật theo. Nhớ cái chỗ đó, tức là nó sẽ cập nhật nguyên cái URL này ở bên trên cái thanh địa chỉ của cái trình duyệt á. Còn bình thường các bạn chỉ định cái tên view không thì cái nội dung của trang các bạn thấy thay đổi nhưng mà cái URL ở trên nó vẫn như vậy, nó không có thay đổi. Rồi bây giờ demo cái này sơ sơ rồi thầy nói tới cái vụ mà sử dụng cái result bin. Rồi bây giờ demo cái này đi. Ví dụ như chỗ này là thầy muốn bấm vô cái button nó chuyển về trang chủ đi chẳng hạn. Chuyển về trang chủ đi. Và cái chỗ hồi nãy của mình demo này hay hơn. Bây giờ đây là cái trang phone của mình đúng không? Bây giờ thầy muốn là khi mà bấm vô cái logo á, nó sẽ luôn luôn chuyển về trang chủ. Như vậy là cái logo của mình là nằm đâu? Nó nằm ở cái phần menu, nó có một cái mục là logo. Đây nè, logo nè, thấy chưa? Như vậy là bây giờ rồi bây giờ demo chuyển trang nè, thầy đứng tại cái trang home đi ha. Thầy muốn bấm vô một cái nút nào đó, thầy chuyển qua cái trang Isaac, thì lúc này mình có cái pin, các bạn dùng là một cái h command button, rồi ở trong đây là value go to Isaac Bay. Rồi các bạn có cái thuộc tính action. Action này các bạn chỉ cần chỉ định là cái tên view. Như vậy là ở đây cái view của mình là Isaac. Đây cái tên này nè, thì nó sẽ lên đây, nó sẽ tìm cái Isaac view này nó làm, giống như các bạn làm cái siêu liên kết vậy đó. Thì cái này dễ rồi, gần giống siêu liên kết rồi ha. Bây giờ thử coi nó có lên không cái đặt. Đây là ngay cái trang home của mình nè. Lên trang home. Face.
do cái này mình đang dùng cái UI composition nó bị khi mà các bạn dùng UI composition á, là tất cả mấy cái liên quan của trang này là nó không có hiện ra. Các bạn có thể sử dụng một cách thay thế là UI decoration cũng được. Thì lúc này nó cũng là lót lên cái template các bạn, nhưng mà nó giữ mấy cái của trang này lại. Cái decorate này là mai mốt thầy sẽ nói thêm với các bạn. Nhớ là composition là nó chỉ nạp đúng cái template thôi nha, mấy cái phần không có liên quan là nó không nạp lên, nó sẽ đè lên xóa cái này luôn. Còn các bạn dùng cái này á, thì nó vừa nạp cái này mà nó vừa giữ cái này lại. Rồi transform, nó yêu cầu mình đặt trong transform, rồi đặt luôn mọi mặt công lên. Rồi bấm vô đây thì nó chuyển qua trang Isaac thôi các bạn. Nhưng mà các bạn thấy cái link này nó đâu có đổi, đúng không? Tức là nội dung ở trong cái phần view á là nó đổi rồi, nhưng mà cái link ở đây nó không đổi nha. Thì lúc đó các bạn sẽ gắn thêm một cái phần nữa, đó là face chấm hỏi ha, một cái tham số face redirect true. Đó thì lúc này nó mới chuyển sang cái URL của thằng này. Đây là cơ chế của nó. Rồi bây giờ mình quay lại cái home. Rồi mình bấm vô này. Lúc này nó đổi URL này các bạn thấy không? Như vậy là nhớ là khi sau này vừa đổi trang mà nó redirect luôn cái link á, thì nhớ là thêm cái face redirect vào trong đó nha. Rồi cái này thì đơn giản rồi, nó nằm trên view là dễ rồi. Bây giờ mình sẽ demo nó gọi một cái action ở trong cái thằng bin của mình. Như vậy là ở đây cái home này là mình có cái bin nào chưa? Bây giờ thầy sử dụng cái Isaac, cái survey bin luôn ha. Bây giờ thầy có một cái phương thức thầy chuyển trang ở trong đây, thầy xử lý cái gì đó xong thầy chuyển trang. Public string go Isaac. Rồi, cái này thầy làm thầy chuyển thôi ha. Thì chuyển sang trang Isaac. Đây, ở đây các bạn sẽ xử lý cái gì đó, vân vân, cộng trừ nhân chia thêm gì đó, vân vân. Cuối cùng các bạn redirect, ở đây là thao tác redirect, face redirect bằng true, chỉ đơn giản bằng một cái chuỗi như này thôi. Nhớ là cái tên này chính là cái tên template này nha, tên template này để mình chuyển qua trang. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái button thứ hai ở trong cái home, mà dùng button này luôn đi. Đổi cái này lại thôi, bỏ này nè. Lúc này các bạn sẽ gọi survey bin, gọi cái phương thức là go Isaac. Rồi tương tự vậy ha. Như vậy là sau này chắc chắn các bạn sẽ làm gì các bạn? Các bạn sẽ làm chức năng đăng ký. Nó đăng ký xong rồi các bạn sẽ redirect về trang home, hoặc nó đăng nhập thành công thì mình chuyển về trang home chẳng hạn. Rồi đăng nhập thất bại thì đứng ngay trang home, ở đứng ngay trang đăng nhập. Rồi bây giờ mình run cái này lên lại view lại cho nó có view cái phần action. Rồi qua trang home face. Rồi bấm vô đây thì nó cũng chuyển qua trang Isaac bình thường giống như là mình ăn ha. Như vậy là hai cái cách này là các bạn nhớ là mình chuyển qua lại giữa các trang thôi. Và ở đây các bạn rõ ràng các bạn vẫn chưa có truyền dữ liệu gì qua các trang hết. Thì cái này tới khi mà mình làm một cái project, bắt đầu project rồi, thầy sẽ chỉ các bạn cái cách thức các bạn truyền dữ liệu giữa các trang Payless, giữa Manispin và Payless, rồi giữa các Manispin với nhau. Thì rõ ràng khi các bạn làm web á, cái việc giao tiếp giữa các cái Payless, tức là các cái view á, và các cái Manispin ra view và giữa các Manispin là nó cần thiết để các bạn truyền dữ liệu. Ví dụ như các bạn nhập thông tin vào đó rồi các bạn truyền qua cái trang đó, các bạn mới làm cái gì đó với cái dữ liệu đó vân vân, thì rõ ràng các bạn sẽ có nhu cầu là đưa cái dữ liệu này qua từ đây qua bên kia ha. Thì sẽ có nhiều bạn, các bạn sẽ nghĩ tới những khái niệm ví dụ như session, cookie nè, rồi những cái thẻ nào đó vân vân, thì trong đây nó sẽ có những cái kỹ thuật tương ứng, nó hỗ trợ một số cái giải pháp tương ứng như vậy nha. Thì các bạn cũng có thể biết cái từ khóa thì các bạn có thể tìm hiểu trước nha. Rồi cái phần chuyển trang á, thì thầy chỉ định hướng dẫn các bạn sơ sơ như vậy. Bây giờ các bạn đã có thể đủ để gắn một cái template hoàn chỉnh với các cái cú pháp các bạn chuyển trang qua lại giữa các cái thành phần rồi.
nha. Và bây giờ thầy demo thêm một cái nữa. Cái này là nó sẽ rất linh hoạt để các bạn dần dần áp dụng được cái đa ngôn ngữ và cái đa sau này nè. Ví dụ như bây giờ mình về trang home đi. Về trang home. Đây. Bây giờ các bạn thấy là nếu như mà mình làm cái này nó nhiều ngôn ngữ các bạn. Ví dụ như này tiếng Anh, tiếng Việt. Bây giờ nếu mà sau này các bạn giả sử như chương trình lớn ra thời gian, thì trong cái yêu cầu người ta không muốn thấy mấy cái chữ này nữa, người ta muốn đổi mấy cái này thành chữ khác. Như vậy là nếu mà các bạn viết trực tiếp trong HTML á, thì các bạn phải mở HTML lên các bạn sửa. Mà HTML thì các bạn thấy rồi, khi mà nó vào các cái việc mà làm những cái framework server như thế này đó, thì nó lắp ráp tùm lum hết trơn à. Cái việc mà các bạn gọi sửa này, mở tập kinh kia sửa, nó có khả năng nó dẫn đến các bạn sửa thiếu, thừa hoặc là sửa không đúng chỗ. Nó rất là rắc rối nha. Do đó là thường những cái văn bản này nè các bạn, những cái mà hiển thị lên cho người dùng nè, nó sẽ không có viết trực tiếp ở trong HTML, mà nó thay vào đó nó viết trong một cái tập tin. Cái tập tin người ta gọi là tập tin property, chấm property. Thì bạn nào làm print chắc cũng biết rồi, nó có cái tập tin property. Thì tất cả các framework liên quan của nó đều có cái tập tin property này hết. Thì cái demo tiếp theo là thầy demo cho các bạn, thầy define ra một cái tập tin property, rồi thầy nạp mấy cái này lên từ cái property đó, chứ thầy không có đưa trực tiếp vào trong cái HTML. Và sau này khi mà các bạn muốn sửa những cái nội dung này nè, các bạn chỉ việc mở cái property đó lên, các bạn build lại chạy trên đây, nó tự động nó reload. Lúc đó cái việc mà sửa những cái này nó đơn giản hơn nhiều. Và bên cạnh đó, khi mà các bạn biết được cái đó rồi, các bạn sẽ có thể làm được trang web đa ngôn ngữ. Tức là các bạn cũng define ra những cái key giống hệt như vậy. Với cái tiếng Anh thì cái này nó là chữ gì, tiếng Việt cái này nó là chữ gì gì đó vân vân. Thì các bạn sẽ define ra được những trang web đa ngôn ngữ khi mà các bạn phát triển cái ứng dụng web nha. Thì cái khái niệm đó trong đây nó gọi là resourcing. Thì mình nói sơ lý thuyết xíu. Resourcing. Yeah. Như vậy là các bạn nhớ giùm thầy là tất cả những cái thông tin về cái chuỗi hiển thị đó, cái label nó hiển thị lên cho các bạn, nó sẽ được lưu ở trong một cái tập tin, nó gọi là cái tập tin nó có cái đuôi là chấm property. Property. Thì property này các bạn nhìn sơ sơ cái nội dung nó không khác gì tập tin văn bản hết, nhưng mà mỗi một cái cặp giá trị của nó là một cái cặp key value. Ví dụ như thầy định nghĩa cái tên là cái chữ mà name á, thì để name bằng là họ tên vân vân. Thì cái này là nó gọi là key nè. Cái này nó gọi là value nè. Như vậy là khi mà các bạn gọi ở bên cái thằng view ở đây nè, các bạn sẽ dựa trên cái key này các bạn nạp lên đây. Thì lúc đó cái giá trị này nó sẽ hiển thị khi nó render cái trang web. Và sau này khi cần sửa cái thông điệp ở trên đây nè, các bạn chỉ việc vô đây các bạn làm thôi nha. Thì sau này những cái thông điệp mà báo lỗi các bạn, cái message error gì đó, nó cũng được define bằng những cái này luôn. Thì rõ ràng các bạn thấy với cái này nó giúp mình dễ bảo trì hơn. Các bạn làm những cái project các bạn sẽ thấy những cái thông điệp, những cái message người ta là phải đúng đặc tả yêu cầu luôn. Và khi mà các bạn làm sai gì đó các bạn cũng phải sửa lại theo đúng cái thông điệp, chứ không phải các bạn muốn gõ gì gõ. Thì với cái property này nó sẽ giúp cho cái việc chỉnh sửa của các bạn nó nhanh, nó hiệu quả hơn và nó giảm rủi ro đi rất là nhiều ha. Thì bây giờ cái việc mà tạo như sao, để làm các bạn làm như sao. Bước số 1 á là trong cái thư mục HRCMN, thì các bạn mà tạo cái project bằng Maven á, thì cái lúc nào các bạn cũng có cái này nó sẵn hết trơn á nha. Thì do đó là thầy mới tạo các bạn từ đầu là project bằng Maven luôn. Thì các bạn vào cái thư mục HRCMN này, các bạn tạo một cái gói, tạo một cái gói resource. Cái gói này đặt gì cũng được nha, nhưng mà trong đó nó có cái thư mục resource. Mình tạo ra một cái thư mục resource ở đây, thấy chưa. Như vậy là trong cái main này, cái gói này tùy ý cái tạo gì tạo, mình tạo ra một cái thư mục resource ở trong đó. Đây là cái cấu trúc ha. Sau đó các bạn mới tải cái thư mục resource này nè. Các bạn tạo dùm thầy một cái tập tin message.property. Thì trong cái thằng NetBeans hay là trong cái thằng IntelliJ hay là các bạn làm trên cái thằng Eclipse thì nó cũng sẽ có một cái loại tập tin là property file giống như thế này. Các bạn gõ lên đây nó sẽ hiện ra ha. Nó có một cái loại tập tin property file. Thì khi mà các bạn chọn property file thì nó sẽ ra một cái tập tin message.property như thế này. Thì trong cái message.property các bạn sẽ khai báo các thông điệp tương ứng cho cái trang web của mình. Ví dụ ở đây là thầy điển hình ba cái thằng này nè. Thì cái thông điệp này á, các bạn có thể dùng nhiều cách các bạn. Các bạn có thể đặt một khóa thôi, hoặc là các cái khóa nó liên kết với nhau bằng dấu chấm, như vậy vẫn ok nha. Nhưng mà nó chỉ có một cái dấu bằng. Cái dấu bằng này thì cái phần bên phải của dấu bằng này nè, nó chính là cái giá trị của cái key. Thì nguyên cái này thầy gọi là cái key. Nguyên cái này thầy gọi là cái key. Cái này là value của cái key.
Và khi mà thầy muốn truy cập vào đây thì thầy dựa trên cái key này để thầy bóc cái giá trị này ra, thầy hiển thị lên. Được chưa? Và ở đây nó có nhiều cái cú pháp các bạn. Các bạn có quyền quyết viết như vậy, các bạn có quyền quyết như vậy, các bạn có quyền truyền tham số vô như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn biết có cái dấu chấm này thì cái việc truy cập nó sẽ hơi khác một xíu so với cái này. Nó sẽ có rất nhiều cái thao tác truy cập tương ứng, nhưng mà khi mà có dấu chấm thì nó sẽ có những bắt buộc, một số ràng buộc hơn. Còn cái nữa là các bạn được phép để những tham số này vô, rồi khi nó render lên mình mới truyền những cái tham số này vô đây. Như vậy là các bước đó mình làm như sau nè. Rồi sau đó, sau khi các bạn có được cái tập tin này rồi, cái tập tin define ra các cái loại thông điệp hiển thị lên rồi, thì các bạn sẽ nạp lên cái từng cái trang web của mình bằng cách các bạn dùng cái thẻ app trong cái nhóm core của cái thằng CSS Lotbin nè. Rồi các bạn dùng cái từ khóa va, cái va này nè các bạn, là nó sẽ chỉ định giống như cái tên biến. Mình sẽ dùng cái tên biến này truy cập vào các cái property mà mình đã định nghĩa trong cái tập tin property. Còn cái pay name này là mình chỉ định cái vị trí nó chứa cái tập tin property của mình nha. Như vậy là các bạn sử dụng cái thằng app Lotbin này nè các bạn, là mình sẽ sử dụng ở trong từng file nào cần thì mình lót lên. Ngoài ra nó cũng có cơ chế cho mình define toàn cục luôn các bạn. Thì cái đó là mình sẽ đi tới cái phần face config thì mình define toàn cục. Còn trong trường hợp này là các bạn dùng cái thẻ Lotbin để các bạn define trên từng trang. Trong đó hai cái thuộc tính quan trọng của Lotbin là pay, name và cái var. Nhớ là cái var là cái tên biến các bạn dùng để truy cập vào các cái property mà mình đã define trong cái tập tin message nha. Rồi đây, đây là một ví dụ cho các bạn thấy. Thầy nói qua cái này trước rồi thầy demo nha các bạn. Đây nè ha, thầy đã define cái tập tin message của thầy ở trong cái thư mục mà thầy nói hồi nãy là cơm DHT resource bin message. Đây là tập tin message của thầy nè. Trong đó thầy đặt một cái tên biến. Tên biến của thầy là message MSG. Rồi bây giờ các bạn coi thầy truy cập này nha. Cái chỗ này các bạn, nếu mà cái key của các bạn á là nó chỉ có một cái chữ này thôi, tức là cái chữ message thôi, thì các bạn có hai cách truy cập. Cách thứ nhất là cách này, tức là các bạn dùng cái tên biến này nè, rồi các bạn truyền cái key nó vô như thế này. Cách thứ hai là các bạn dùng msg chấm message luôn. Đó, nếu mà một tên thôi thì các bạn có hai cách. Để chưa? Còn trong trường hợp cái key của cái message của các bạn mà nó có cái dấu chấm thì cái cách này không dùng được nha. Thì bắt buộc chỉ dùng một duy nhất một cách này thôi. Nếu có dấu chấm thì các bạn phải mở cái móc ra để truy cập vào các cái này. Rồi. Còn trong trường hợp mà các bạn truyền giá trị vào bên trong cái message nè, các bạn nhớ hồi nãy trong ba cái message của thầy nó có một cái message, nó có cái tham số. Đây, nice to meet you gì đó, rồi truyền cái tên vô này chỗ này. Được chưa? Là cái message welcome nè. Rồi các bạn mới kéo xuống, các bạn muốn truyền vô cái giá trị đó thì như sau. Các bạn định nghĩa một cái format. Cái output format này nó giống như string.format mà các bạn làm ở trong cái lập trình Java bình thường á. Thì các bạn chỉ định cái chuỗi đó, thì trong cái chuỗi này nó có cái mục là không nè. Đây, cái format của mình đây. Và các bạn sẽ truyền vô cái giá trị không này thông qua một cái thẻ, nó gọi là cái thẻ fparam ở bên trong. Fparam ở bên trong. Như vậy là cái fparam bên trong nó cứ theo trật tự 0, 1, 2 mà các bạn define ở trong lay. Nó lấy cái giá trị này nó bỏ vô và nó hiển thị ra nè. Này tôi biết vui nè. Rồi nó bỏ cái tên của mình truyền vô đây. Được chưa? Như vậy là những cái message này là mình lấy ra từ một cái tập tin property chứ không có trực tiếp ở trong cái HTML nha. Rồi đây là ví dụ để toàn cục. Bây giờ thầy demo cái phần cục bộ trước để thầy nói cái toàn cục sau. Bây giờ các bạn mở cấu trúc project ha. Trong src main các bạn tạo một cái thư mục resource. Rồi trong cái resource này mình tạo cái gói. Rồi trong cái gói resource bin các bạn tạo một cái file property file, mình đặt tên là message. Rồi
Rồi trong đây giả sử mình có ba cái message như sau. Ví dụ như survey chấm name bằng cái chữ họ tên, survey chấm year bằng cái chữ năm sinh, survey chấm, ví dụ như mình và demo một cái có thông số, có chữ hello là welcome, ai đó to our website. Rồi, như vậy là mình có được cái tập trung property rồi. Bây giờ mình quay lại cái trang chính, cái trang mà trước cái survey, mình bắt đầu mình apply cái property này vào. Thì các bạn mở qua cái tập tin là index. Và ở đây các bạn load cái bundle vào, F load bundle. Rồi mình đặt cái tên biến của mình load là msc pay. Thì lúc này cái đường dẫn mình chỉ định là mình bắt đầu từ cái vị trí bên trong cái resort mình đi vào ha. Như vậy là com.dht.resourcebin rồi .message. Rồi ở đây mình không cần cái đuôi property ha. Rồi bây giờ mình thử mình load cái câu đầu tiên với cái câu mà có tham số trước nè, có h output format. Rồi các bạn lấy cái value của nó. Value của nó chính là msc. Lúc này là các bạn truyền lấy cái giá trị key này, các bạn bỏ vào survey hello, các bạn bỏ vào đây. Rồi trong đây các bạn truyền cái giá trị của param không vào bằng cách các bạn dùng cái thẻ f param. Rồi các bạn cho value, ví dụ mình để cái tên vào ha, mình chạy thử coi nó có load được cái này lên hay không. Đây, nó xuất hiện được cái câu chào với mình, tức là nó đọc được cái dữ liệu từ cái file property lên. Tương tự như vậy, bây giờ mình thử gắn vào hai cái mục họ tên ở trong cái survey hôm bữa mình làm á, mình bỏ cái này, mình thay thế bằng h output tag. Rồi ở đây mình có cái value nó là thằng của msc. Rồi mình lấy cái trường là survey name, mình bỏ chỗ đây, tương tự chỗ này. Survey name thì các bạn lấy survey year giống như trong kia nãy mình định nghĩa ha. Rồi sau đó mình run cái này lại. Đây, lúc này các bạn thấy là nó sẽ lấy được các thông tin từ file property và nó để lên đây. Như vậy là sau này khi mà các bạn có thay đổi những cái label này, những cái nội dung message này, mình chỉ việc mình thay đổi cái những cái nội dung trong cái tập tin property rồi mình reload lại, thì nó giúp cho cái chương trình của mình, những cái thay đổi, những cái thông điệp của mình nó trở nên linh hoạt, nó dễ dàng bảo trì và chỉnh sửa hơn rất là nhiều.